các cô chơi hết mình và cháy hết mình. Bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ làm công tác tổ chức. Với một chương trình thật hoàn ngay đây. Và đến với chương trình ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có những gương mặt, những đại biểu đến từ rất là nhiều vùng miền đất nước, rất là nhiều người chức vụ khác nhau. Và ngay sau đây em xin phép giới thiệu, trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thùy Phương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hồng Ngọc, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Thị Nguyệt, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đủ trong ngày họp mặt hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúng ta, tất cả chúng ta hãy chào đón sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay. Mặt cổ tay. Một cảm ơn rất là nhiều. Và để nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác ở nhân dân của Đảng năm 15 tháng 5 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2014, thì ban tổ chức chuyến đi về nguồn hôm nay có tặng một phần quà cho một người cực kỳ dễ thương, cực kỳ quý phái. Không ngán hơn, xin mời cô ấy bước lên sân khấu để nhận quà của ban tổ chức. Xin chân thành xin mời đồng chí Nguyễn Thị Thùy Phương được có nhận phương 14, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bước lên. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí, đồng chí Trần Hồng Ngọc cùng với đồng chí Dương Thị Nguyệt lên trao quà cho đồng chí. Ta hợp gặp nơi đây, ngồi bên nhau ta chúc mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Anh em ta về cùng nhau ta trong hôm nay. Một hai ba bốn năm. Anh em ta về cùng nhau ta về quần này. Năm bốn ba hai một. Một điều cần bước nhẹ, hãy quay nhìn nhau đi. Ba cầm tay chắc nhẹ, không muốn ai chia lìa. Bóng đưa rằng chúng ta anh em một nhà. Năm nhớ mãi tình nguyện trong câu ca. Nào về đây ta hợp mặt cùng nhau. Cuộc đời vui tố có lúc nào thanh thời. Anh chúng ta còn sống vui cho tròn ngày. Rồi mai ngày chúng ta lại gặp nhau. Mừng ngày gặp nhau, chúng ta lại nắm tay nhau, nắm tay nhau. Kết tình thân ấy từ đây chung một đám say con đường đi trước, anh em chúng mình đi trước. Mừng ngày gặp nhau. Dừng đuôi chân tay đôi lại biến xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nơi sơn hà. Mặn đắng bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cùng chưa xong. Bàn tay ta nắm nó tròn một vòng Việt Nam. Yeah yeah. Cờ nói gió đêm vui ngon ngày sống mong nó con tim đồng lối từ tình người trong ngày mới thành phố nó tôn xa mọi người đưa chút nỗi liên tiếp vào đời và đồng người có chút mời năm anh em trên một chuyến xe tăng như năm bông hoa nở cùng buồn còi như năm ngón tay trên một bàn tay đã xuống trồng là mỗi người như một bà ơi năm anh nghe ta mang năm cái tên anh khi lên sẽ không còn tên xin nữa đến sáng phá một ngôi sao màu lửa năm hòa tên chúng nghiêm đồng rộn ràng một con đường đất đỏ như son một màu rừng xanh bạc đang hy vọng một ý chí ba ra đầu ngọn súng một niềm tin quý thái vẫn thật đây à ơi một đàn vỗ tay thật là lớn chúng ta sẽ có một chuyến trải nghiệm, một chuyến về nguồn tại bảo tàng Hải Vân Sơn Kim Vàm Hồ thành công tốt đẹp. Vâng, cảm ơn sự tham gia của những cực cô quý cô quý chị rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời quý cô chị ta sẽ tập trung trở lại. Chào các bạn nha. Chào các bạn. 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 Chào các bạn.